Xin kính chào các bác cao tuổi và các bác yêu thích chim cú gáy. Giới thiệu với các bác trên màn ảnh các bạn là cái hệ thống chim. Chim này là chim lai giữa Nhật và Pháp, còn trắng tinh là Pháp. Những chú chim này là chú chim vú lui hậu bị, đã bắt đầu đẻ bói và đã chuẩn bị vào vành bố mẹ như thế này. Bố mẹ thì mình sẽ ghép từng đôi bố mẹ ra sang bên này. Con nào trống gù và đã biết đạp mái, và con nào mái để rơi trứng thì mình sẽ ghép và bán cho các bạn. Đó, thì giống chim này thì mình cũng rất là cẩn thận, bởi vì mình muốn gây cái dàn mái của mình. Đâm ra mình đã xử lý cái vaccine từ trùng đậu đến Nasota, Newcastle, rồi một số những cái bệnh là mình đã làm quy trình hết rồi. Đó, thì các bạn thấy là chim của mình thì về cơ bản thì nó rất là bóng, trơn, nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Đấy, không có mầm bệnh, ủ bệnh. Thì vừa rồi đến cũng có một cái bạn có tâm sự, bạn cũng mua đầu 50 con của một ai đó về trong vòng một tuần chết sạch. Thì cái đấy là rất là xót xa các bạn ạ. Mình làm con giống mà mình làm cái việc kinh doanh mà bỏ vốn ra như thế mà trong vòng một tuần người ta mất cái vốn thì quả thực là rất là đáng ngại, đáng tiếc. Đấy, các bạn thấy là trên màn hình nhỏ các bạn mình thực tế là trang trại của mình cũng đã nuôi rất là nhiều. Từ dãy bên này bên kia các bạn thấy là mình cứ nuôi theo kiểu bán hoang dã như này. Nó có nắng có gió và cái phân nó sạch sẽ, chuồng nó nền sàn chuồng này nó rất là sạch sẽ. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất là nhanh nhẹn đúng không? Và hệ thống của mình thì khá là quy mô. Mình cho uống máng tự động ra cũng rất là sạch sẽ. Đấy, thì bên này cũng vậy thôi. Đó, thì hôm nay mình đăng cái video này cũng khá là mạnh dạn, một phần là cũng lắng nghe cái thị trường anh em muốn một vài bác thì muốn nuôi những cái con chim mà nó là con chim cu cườm cu ta mình ấy, mà nó cứ bỏ ấp sau khoảng 8 ngày đến 10 ngày. Thì mình đăng cái video này lên để hướng cho các bác là mua những cái cặp chim bắt đầu đẻ bói vào của mình này, trong vòng thời gian ngắn, có thể là một tháng không đến, nó sẽ thành chim bố mẹ. Thì các bạn nào mua chim của mình thì mình có bảo hành mọi vấn đề. Tóm lại từ đây các bạn thấy là mình cũng sẽ bắt đại một con ra. Đó, đây. Các bạn thấy là mình cũng không phải nói chơi. Chim thì nói chung là nó cũng rất là khỏe mạnh đúng không? Và thậm chí là chim nó thuần đến nỗi mà mình có thể thả ra đây vô tư luôn. Các bạn thấy là nó rất là thuần. Đấy, nó bay rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Đấy, các bạn thấy nó không mất đâu. Xong nó lại về và tôi lại bắt lại bình thường. Đấy, các bạn đừng nghĩ là tôi làm cái việc nó không phải, mà thực tế nó là như vậy. Các bạn thấy là những chú chim nó rất là nhanh nhẹn như thế này. Đấy, các bạn thấy là rất là nhanh nhẹn chứ không phải không. Đó, đây là những chú chim này, nó rất là khỏe, trắng bông tơi và nhanh nhẹn. Đấy, các bạn thấy là tôi quay trực tiếp ở bãi cỏ hoang dã như này. Đấy, các bạn thấy là những chú chim này nó là những chú chim mà các bạn thấy là nó rất là khỏe mạnh. Đấy, đấy, các bạn thấy không? Nó thì về cơ bản đây là con chim Nhật, còn con chim trắng tinh mắt đỏ là con chim Pháp. Mình hướng cho các bạn đó, nó rất là thuần thục. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất là hiền lành. Đấy. Đấy. Đấy, các bạn thấy là thì mình sẽ bán cho các bác những cái cặp này theo cái quan điểm là làm vú nuôi chứ không phải là hàng thịt. Và mình có nói rõ rồi, đây là chim là rất là khỏe mạnh, bóng trơn, và hướng đến những khách hàng tin tưởng cái kênh chim cu gáy hay của Thao. Thì mình sẽ bán cho chim giống là chim cu cườm, sau đó mình sẽ bán cho chim bố mẹ là những chú chim như thế này. Những chú chim này các bạn thấy là chân nó càng màu đỏ, càng ngà màu đỏ nhiều thì nó càng già. Và đây là con chim mái. Đấy, đây là con chim trống trắng. Đó, con vạch đen ở cổ này là con chim Nhật, còn con trắng tinh là con Pháp. Thì các bạn có thể mua một con Pháp, hai con Pháp. Một con Pháp, một con Nhật cũng là một đôi, một con Nhật, một con Pháp cũng là một đôi, hai con Pháp hoặc hai con Nhật. Các bạn có thể ghép chéo cũng được, không sao cả. Nó càng khỏe gen. Thì những cái chô chim của mình đã rõ trống mái và đã đạp mái và đã đẻ rơi trứng thì mình sẽ để cho các bác là 400 ngàn
Đó, riêng cái clip này mình công khai cái giá này. Thứ nhất là trong cái 400 ngàn này thì mình còn có những cái vấn đề có trách nhiệm với các bạn, rồi những cái vấn đề về vận chuyển. Thì các bạn nên nhớ là những chú chim này rất là khỏe mạnh, và mình sẽ đăng lên để mà, tại vì cái số lượng của mình nhà mình là có thể lên đến một vài trăm con, thì mình có thể là bán bớt cho các bạn 100-200 con. Mình có lẽ là mình chỉ bán trong khoảng 1 tháng thôi, mình bán vãn đi rồi thì mình sẽ cũng tạm ngừng, bởi vì là cái dàn chim đen của mình, chim cườm mình nó cũng cần đến một cái lượng chim bố mẹ để phục vụ đó. Thì về cơ bản thì chúng ta cũng lên tin tưởng nhau. Đấy, thực tế là những cái hình ảnh này là tôi cũng không phải là đi sao chép của ai, hay là tôi không nuôi chim mà tôi bán chim được, mà thực tế là tôi là người đã gây dựng nên cái trang Chim Cu Gái Hay. Tôi tên là Thao, số điện thoại là 0163 5305982. Thì đây là những cái dàn bố mẹ hậu bị, các bạn thấy không, chuồng chim của tôi là như vậy, có cầu bậu và nói gì sàn máng tự động đây, và tôi có xử lý vaccine trùng đậu, vaccine Newcastle, Lasota, rồi một số những cái bệnh thông thường về chim cu gái là tôi đã tiêm và tôi đã xử lý vaccine hết cho các bạn rồi. Thì các bạn mua chim của bên tôi về bất cả chim gì là thường là các bạn tránh hết những cái rủi ro có thể. Bản thân là tôi là người gây và nuôi và luôn luôn giữ được cái thương hiệu của tôi, uy tín của tôi. Thì báo cáo với anh em là thực tế là đây là những các bạn nhìn thấy những cái hình ảnh này là những con chim này nó rất là gì sáng sủa, đúng không, khỏe mạnh. Nó chim ở đây thì được hong nắng, dãi nắng và được tắm, có thể vòi xịt vào đây. Đấy, các bạn thấy là những chú chim này không hề đơn giản để nuôi được những chú chim bóng trơn sạch đẹp như thế này. Đấy, thì với số lượng cũng giới hạn thì mình đăng cái clip này lên hôm nay là tháng 6, nay hai mấy tháng 6 mình không rõ lắm. Thì các bạn yên tâm là mình cũng sẽ bán trong vòng 1 tháng thôi. Anh em nào tin tưởng thì có thể là chuyển tiền trước, hoặc là khách hàng quen, anh em nào đã từng mua chim của mình rồi có thể nhanh tay. Cơ hội mình cũng sẽ phát huy trong vòng 1 tháng thôi. Mình bán chắc là số lượng khoảng tầm 200 đôi. 200 đôi mình bán bớt đi. Còn cái số lượng của mình có thể lên còn lại một lượng nữa mình còn để lại mình dùng. Đó. Bởi vì là thực ra là mình cũng gây nuôi được thì mình cũng phục vụ. Đấy, đây là con này nó ra thì tí nữa nó mình vừa thả hai con ra thì một con nó cũng bay đâu ra bên cái sườn bên này một chút. Nhưng mà loại này tôi có những hôm tôi không đóng cửa lồng chim như thế này nó ra khoảng 20 con, nhưng mà nó về tất, không mất một con nào. Đấy là báo cáo với các bác là như vậy. Thế thì những chú chim mà chúng ta cảm thấy là nó khỏe mạnh thì chúng ta nuôi nó mới đảm bảo, nó không mang cái mầm bệnh về nhà mình, và bản thân là mình dùng nó cũng rất là ok. Đấy thì các bạn thấy là tôi cũng chia sẻ cái clip này với cái giá là một cặp bố mẹ bắt đầu khai thác là 400 ngàn. Đó, tôi đăng cái clip này như thế để có những con nó cũng đẻ rơi trứng rồi, và những con trống mà nó gù mái là đạp mái tốt thì tôi có thể là đánh dấu đầu đỏ, màu sơn đầu đỏ. Các bạn yên tâm là các bạn mua thì không bao giờ sợ là nhầm giữa trống và mái. Và nếu giả sử có chương trình, tôi quan điểm là kinh doanh, nếu có vấn đề gì chúng ta có thể là thương lượng và tôi có thể bù đắp, hoặc là tôi có thể là chuyển đổi cho các bạn, chứ không bao giờ là mua bán xong một lần là thôi. Đấy, quan điểm của Thao Cô Gái là như vậy, quan điểm là rõ ràng và tìm đến hướng đến những khách hàng họ đã theo dõi kênh Chim Cô Gái Hay của Thao trong suốt thời gian dài vừa qua, và họ đã tin dùng, và họ bản thân họ có những đơn hàng thứ 5, thứ 6 và họ vẫn liên tục tin dùng. Thì chính vì vậy là mình cũng rất mong các bác cao tuổi và các anh em đã và đang nuôi cái chim cu gái sinh sản, hoặc là nhà có một vài đôi mà nó chưa thực sự ra con ổn định, thì các bạn có thể tìm đến một cái cặp vú nuôi, hoặc là các bạn một vài bạn muốn tìm đến cái nguồn chim giống để các bạn nuôi theo kiểu là thay chim bồ câu ấy. Tại vì những cái đôi này theo mình được biết là các bạn một số các bác nuôi là nó đẻ liên tục, thường là nó đẻ trong vòng khoảng 1 tháng là ra một nứa. Đấy, 1 tháng ra một nứa mà các bạn bán, có nguồn bán cho cái hàng anh em mình không muốn nói ở đây, nên là người ta bán theo kiểu phóng sinh, hay là người ta có thể nói thông cảm, mình không muốn nói ra cái điều này, có thể là người ta quy ra hàng thương phẩm, thì gà gì vẫn có giá hơn là bồ câu. Đấy, chính vì vậy các bác chăn nuôi, các bạn nuôi cái loại này nó rất là dễ, nó đẻ son son luôn à. Chính vì vậy là các bạn đừng nghĩ là nó là không có giá trị, tại vì thịt chim nó rất thơm, nó không như những cái đây là những đôi nào, những đôi nào mình ghép được thì mình cho vô đây thì nó sẽ thành bố mẹ và nó đẻ ổn định, và những đôi mà nó đẻ ấp ra con ổn định thì mình cũng sẽ bán cho các bác. Thực tế mình cũng đã bán rất nhiều rồi,
Đấy, còn bây giờ là mình sẽ bán ở giai đoạn là bắt đầu hậu bị, bắt đầu là bắt đầu khai thác, bắt đầu đẻ rơi trứng và con trống đã trưởng thành, con mái cũng đã tọt quả trứng ra khỏi rồi. Và các bạn thấy là mình cũng muốn gửi cái hình ảnh thực tế này để các bạn thấy là chim của Thao chim cu gáy đã xuất hiện trên thị trường và đã có những cái niềm tin nhất định đối với các bác. Đấy, thì các bạn thấy là mình cũng đăng cái này lên để cho một số bác muốn tìm đến những cái nguồn chim giống chuẩn thì các bác cứ yên tâm đi. Đấy, tôi sẽ chơi đó, con kia con gù rồi. Đấy. Đấy, nó gù. Đó, nó gù. Thế con này là con Nhật. Đấy. Thì cái số lượng là rất là mặc dù mình nuôi rất là nhiều. Ở trên kia nó cũng có một lượng bố mẹ đẻ đang ấp ổn định một cái dàn để nó ra chim non cho mình rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng sẽ phải chia sẻ bớt bởi vì là mình gây nuôi và nó đẻ ra thường xuyên. Đấy, nó đẻ ra thường xuyên các bạn ạ. Đấy thì ví dụ như là những cái đôi mà nó đẻ tốt như thế thì mình cũng sẽ để cho các bác hướng dẫn các bác tiếp cận với cái công nghệ nuôi chim sinh sản. Đó, đây là những đôi bố mẹ bắt đầu nó nháy cánh, bắt đầu nó vào đẻ rồi. Các bạn thích thì tôi có thể để bán luôn cho các bạn những đôi này hoặc là những đôi như thế này. Đấy, thì nó cũng đang nuôi con ở trong này. Đó, đấy, đang nuôi con. Trời hơi tối các bạn thông cảm, tôi có thể quay camera ra ngoài này một chút. Thì tôi cũng nuôi hạ thổ thôi các bạn. Đấy, nuôi có những đôi vào đôi tôi nuôi hạ thổ như này. Đấy. Đấy. Đấy, cuối video tôi xin để lại số điện thoại là 0163530582. Mong các bác sẽ tìm hiểu thật kỹ về cái trang chim cu gáy hay của tôi và các bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi tìm đến một cái đối tác. Xác định là phương châm là bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Và đây là cái clip bán chim bố mẹ sinh sản. Đó. Nhật Pháp với giá là 400.000 đồng một đôi và sẽ thương lượng qua điện thoại. Đó, ở gần ở xa rồi tiền cước như thế nào thì anh em có thể thiện chí mua bán, anh em có thể alo trực tiếp. Tôi cũng mong các bác thông cảm là không nên gọi vào những cái giờ nó không thuận lợi, hoặc là nhắn tin thì tôi cũng không thể trả lời hết được tin nhắn. Có một số các bác hiểu thì không sao, nhưng một số các bác không hiểu thì bảo là kiêu căng, bán hàng kiêu căng, thì cái đấy là rất là khó vì các bạn không thể hiểu được là cái thời lượng tôi dùng điện thoại rất là nhiều và cái khả năng tôi cũng chỉ có một mình tôi không thể đáp ứng được tất cả những cái mong mỏi của từng cá nhân một, bởi vì các bạn cũng thừa biết là như vậy. Nếu các bạn vào cương vị của tôi thì các bạn mới hiểu được. Đấy, thì cũng chia sẻ một chút về cái thực tế như vậy. Đấy, thì tôi cũng là người rất đam mê chim cu chứ không phải không. Đó, thế thì các bạn mong các bạn nó sẽ khai thác cái video này, và nếu như mà biết ai bạn bè có người thân muốn tìm đến những cái nguồn chim giống chuẩn, giống vú nuôi tốt và giống nuôi thương phẩm thì các bạn có thể chia sẻ cái clip này giúp mình một lời cảm ơn trước, thì anh em sẽ tiếp cận được những cái nguồn chim giống rất là ok. Đó, đấy các bạn thấy không, mỗi một ô này mình nuôi là năm con đều nhau chăn chắn. Đó, mình nuôi rất là máng tự động, rất là ok luôn. Cảm ơn các bạn, tôi xin dừng video tại đây. Các bạn đăng ký kênh chim cu gáy hay của tôi để tiếp tục đón nhận những video mới, và thân ái chào tạm biệt để các bạn. Đó thì tôi xin sơ qua cái hình ảnh suốt từ hai bên như này là tôi nuôi rất là nhiều. Đó, thực tế là lên đến hàng nghìn con đấy, lên đến hàng nghìn con. Đó, và cái lượng lúa để mà phục vụ lúa cám để phục vụ cho nó cứ nhập hàng tạ một, vài tạ một. Đấy, và có người gọi là hỗ trợ cho ăn, mình cũng phải trả lương cho người ta. Đấy, với quy mô như thế là các bạn cũng có thể biết là tôi chia sẻ rất là chân thành. Đó, xin cảm ơn các bạn.